Everybody, please come down the first floor and we prepare to discuss the second activities. Okay, yeah, sure. Sir, please just come down the first floor. Yeah. What? No. Thank you.
Hello. So, ladies and gentlemen, now the crew has all arrived. The second destination, Surprise Cave. So please calm down the first floor and be prepared. Please stay inside the first floor, okay? Until the crew starts for the safety. So thank you very much. Once again, ladies and gentlemen, now the crew have just arrived at the second destination, the Surprise Cave. So please come down the first floor and stay inside the room until the crew stop for the safety. So please, thank you. Và mình ơi, giờ thì chúng ta sẽ đến với lại điểm đến thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay, đấy là hang Chuồn Chốt, một hang động rộng lớn nhất ở Hạ Long. Thì em xin mời tất cả các quý khách chúng ta cùng dưới tầng một và ở ngay trong phòng để chúng ta chuẩn bị cho cuộc hành trình ạ. Mọi người hãy nhớ là lưu ý giữ vé trên tay nhé. So everybody please prepare, be ready and hold the ticket on your hand and get ready for the next trip. Thank you very much. Please stay inside the room for the safety until the crew stops. Thank you very much. Once again, please stay inside. Everyone, come down the first floor and stay inside the room. Get ready and stay inside the room. Wait until the crew stops. Thank you very much.